vào dịp tiết lập xuân, Uông Lương Bần gọi ông Lá Bọc đến hỏi: "Ông Quả Ốc Đồng, được mấy ký vậy?" "Thưa ông chủ, dạ mua được 200 ký." "Thế có mua được chim không?" "Thưa ông có ạ, mua được hơn 60 con." "Có đủ tiền hay không?" "Dạ đủ, thưa ông." Uông Lương Bần ngày thường tiêu dùng tiết kiệm, xưa nay chưa từng phung phí một đồng nào. Có thể nói, tiền bạc của ông hầu hết mua động vật để phóng sinh. Việc làm này đã trở thành một tập quán thích thú của ông. Một hôm, đến ngày lễ mừng thọ của ông, các người thân trong gia đình chuẩn bị làm lễ chúc thọ. Ông biết được tin ấy, liền gọi họ đến, nghiêm nét mặt mà nói: "Tấm lòng tốt của các người ta rất cảm động, nhưng theo ta, chi phí vào việc sát sinh sao bằng chuyển sang chi phí vào việc phóng sinh. Nếu như các người quả thật tôn trọng ta, thì hãy đem tất cả số tiền chuẩn bị làm lễ chúc thọ mua tất cả các loài động vật phóng sinh. Làm như thế thì ta mới vui lòng hả dạ." Qua lời nói của ông làm cho con em trong nhà ai nấy đều cảm động. Do vậy họ y theo đó mà thực hiện. Vì thế trong năm này, số động vật mà ông phóng sinh so với năm trước nhiều hơn gấp đôi. Đến lúc tuổi già, có một lần một người hàng xóm định đem con trâu già đến bán cho lò thịt, thì bỗng dưng nó sống chuồng, chạy đến trước cửa nhà của ông, quỳ mọp xuống đất. Thấy cảnh tượng ấy, ông liền xuất ra mấy nghìn mua nó đem về nuôi. Thế là cứu sống sinh mạng một con trâu. Có thể nói, không khi nào ông phải lo lắng về cuộc sống trong lúc tuổi già của mình có sung túc hay không. Bởi vì con trai của ông rất mực hiếu thảo, từ trước tới nay chưa từng làm điều gì trái lời của cha. Người con ông cực kỳ vinh hiển, làm đến chức binh bộ thị lang. Đúng là con nhờ âm đức của cha, cha được tôn quý nhờ con. Mạng sống của Uông Công có thể nói là khá trường thọ. Khi chết, ông không hề đau đớn một tí nào, mà nhẹ nhàng thanh thản giống như một vị lão tăng nhập định.